Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi gặp mặt vinh danh khen thưởng em Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, quán quân cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh và huyện Kim Sơn. Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh nữ duy nhất sau 8 năm tham gia vòng chung kết cuộc thi và cũng là người giữ kỷ lục điểm cao nhất trong suốt 20 năm của đường lên đỉnh Olympia với tổng điểm 350 tại cuộc thi tuần. Trải qua các phần thi đầy căng thẳng hồi hộp, em đã xuất sắc đạt được 235 điểm, giành vòng nguyệt quế. Có được thành tích đó, ngoài nỗ lực của bản thân, Thu Hằng đã nhận được sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường, các thầy cô giáo giúp em thực hiện ước mơ vô địch tại sân chơi trí tuệ. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương ghi nhận những kết quả mà em Thu Hằng đạt được trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia và trong học tập. Em là tấm gương sáng cho bạn bè học sinh trong tỉnh noi theo. Trong niềm vui mừng xúc động, Thu Hằng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thầy cô giáo và mọi người đã động viên giúp đỡ em. Chặng đường tiếp theo còn nhiều khó khăn, nhưng em hứa sẽ luôn cố gắng rèn luyện để tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa và trái tim luôn hướng về quê hương Ninh Bình, quê hương Việt Nam yêu dấu. Tại buổi vinh danh, Thu Hằng cũng đã nhận được giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Kim Sơn, bằng vàng khuyến học của Hội khuyến học tỉnh. Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A được huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn tặng giấy khen.